Dòng người chen chúc hướng về chánh điện trong chùa. Trên tay ai nấy đều cầm những que nhang đã đốt, nhưng chỉ cách một bệ thờ, số phận nén nhang đã khác. Một bên thành kính dâng hương, bên còn lại phải nhổ, dập tắt và đưa thẳng nhang đến sọt rác. Nhưng ban quản lý nhà chùa không có cách nào khác. Rút nhang ở những cái lư này nó quá nhiều, sợ dĩ phải rút là sợ nó phát quả. Nếu mà để nhiều quá thì không có người khác không thể thắp được, quá lãng phí. Thử là một phép tính nhỏ, mỗi bó nhang rẻ nhất có giá 5.000 đồng, đắt là 10.000 đến 50.000. Ước tính trung bình, nếu mỗi người viếng chùa mua một bó nhang giá 5.000 đồng, thì với 1 triệu lượt người vào viếng chùa bà trong một mùa lễ, số tiền đốt nhang là khoảng 5 tỷ đồng. Việc quá tải, khó nhang cũng gây nỗi lo sức khỏe cho người hành hương. Tác hại ghê lắm. Về cái khói á, thì nó có thể ảnh hưởng cho những cái du khách đến viếng bà đó. Nó sẽ bị ngắt, bị này kia. Thì cái trường hợp bất tỉnh là thường cần tới cái sự chăm sóc của lực lượng y tế là theo năm ngoái là khoảng gần 20 trường hợp. Nhà chùa thì luôn kêu gọi người dân chỉ thắp 1 đến 3 cây nhang là tỏ đủ lòng thành kính. Nhưng dòng người vẫn cứ đổ vào chánh điện với những bó nhang lớn nghi ngút trên tay. Mặc tiếng loa phóng thanh ra rã kêu gọi. Mong bà con hành hương từ xa lưu ý, trước khi bước vào bên trong cung chánh điện, mọi người chỉ cầm trên tay một nén nhang nhỏ để tỏ lòng thành đối với bà. Không nên đốt nhang lớn và đèn cầy vào bên trong khu vực chánh điện.